Quả anh đào, bà con biết hết về quả anh đào đúng không? Nhưng mà quả anh đào nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bù lại có những người thế này, những bệnh thế này thì không ăn được quả anh đào bà con ạ. Những người đó là những người có bị suy nhược, không ăn được quả anh đào. Cơ thể có nhiều bệnh trong người, đó không ăn được quả anh đào. Chức năng tràng vị kém, giảm tiểu cầu, người mỏi mệt, tiểu đường, ba bầu là không ăn được quả anh đào. Người không ăn được quả anh đào là người có tiểu đường, ba bầu, người mỏi mệt, giảm tiểu cầu, người có chức năng tràng vị kém, người bị suy nhược cơ thể, người có nhiều bệnh trong người, đó, chức năng tràng vị kém, giảm tiểu cầu, người mỏi mệt, tiểu đường, ba bầu là không ăn nha bà con. Ngoài ra là nó còn rất tốt cho sức khỏe, là nó lọc độc tố ra khỏi thận, ra khỏi gan, tốt cho mắt, tốt cho tiêu hóa, tốt cho tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng. Wow, tốt quá mà tốt cho chất xơ nữa chứ, ngăn ngừa táo bón. Wow, còn nữa, duy trì cân nặng hợp lý. Nó bổ sung vitamin E, làm cho xương chắc khỏe, tốt cho đường ruột, giảm sưng, viêm, chống lão hóa. Nhưng mà chúng ta ăn không quá 3 lần trong một tuần. Một lần ăn là không quá 400g, ăn 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Đó là quả anh đào nha bà con. Tốt không? Tốt quá ha. Chúc bà con chúng ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn quả anh đào. Không có ai bị gì, tốt, tươi, đẹp.